Ok, thầy xin chào các bạn học sinh 2K6 uh, nha Hôm nay thầy sẽ livestream phần uh, Idioms Thành Ngữ nhé mấy em uh, Đây là phần 2 Phần 1 thì thầy có live hồi uh, hồi tháng 11 rồi thì phải Thì tới bây giờ thầy mới live tiếp cái phần 2 nha Tại vì uh, thời gian qua là thầy chủ yếu thầy live đề cho mấy bạn 2K6 á Chỉ là thầy live um, đề uh, giữa kỳ của kỳ với đề trung phổ thông của mấy trường, mấy sở Thì lâu lâu thầy mới like idioms à, Tài liệu này thì thầy uh, Cũng uh, bỏ công ra soạn lắm em Thì ở đây nó có uh, Bạn tổng hợp idiom nè Rồi bài tập tương ứng nha Toàn cũng uh, Nói chung là thầy cũng kiểm tra rất là kỹ á Để sao mà cho phù hợp với uh, uh, Cái kiến thức của mấy em Giống như cái cách mà người ra đề, đề đại học ra Mấy câu idioms luôn nên là hy vọng là các em sẽ thích tài liệu này nhé <laughs> Cho là cũng chăm chút gì lắm á Cũng đầu tư á Nên là hy vọng 2K6 sẽ ráng học nha <laughs> Mấy cái idioms thì tuần nào hay cũng có đăng trên fanpage á Có gì mấy bạn mà muốn coi thì có thể uh, Lên fanpage hay coi nha nhưng như là thầy cũng đăng ký hết về tiếng Anh hết rồi thầy nói sơ sơ mấy cái này nhé à, mấy cái idioms này thì chủ yếu thầy là cho mấy cái mà phổ biến với em mấy cái idioms phổ biến thôi nha tại vì idioms trong tiếng Anh là tới mấy ngàn cái lận mình không thể nào mình học hết đâu thành ngữ cái giao tục ngữ tiếng Việt mình còn không biết hết mà rồi như chủ đề education thì có mấy chữ này nha Hít the books nè with flying colors mấy cái này thì mấy em chỉ cần coi nghĩa cái bên hoa mình uh, lâu mình lấy ra mình xem lại á mấy cái này thì thầy có uh, đăng file trên facebook, trên facebook á các bạn bên youtube mà muốn lấy file thì lên, lên đó lấy nha Rồi, chú ý là mình coi uh, nghĩa cái bên thôi à mày mình, mình sẽ quay tập luôn nha Sự đúng nha tại mấy cái này uh, mấy cụm mà à như cụm này mấy em cái hành ngữ này, này nè là có ra trong đề chính thức của mấy anh chị hai cái năm năm ngoái như bà biết in in bowl một thứ gì mà không suy xét kỹ Là có ra trong đề chính thức rồi nha năm ngoái luôn nên là mấy em coi kỹ mấy cái này Thôi sửa luôn nha Sửa luôn mấy em mấy cái kia thì mấy em coi cái uh, lý thuyết rồi mình uh, ghi nhớ thôi ok có lên nào anh em xem livestream nhé thả tim nha thả tim livestream nha thầy tốn công soạn rồi thì hai k sáu hai k bảy nhớ ủng hộ nha trận đấu hết mình mặc dù gần tết rồi một lần một lần nào mấy em câu số 1 chọn con nào đây burn burn burn, burn gì đây burn gì mấy em mình dùng burn gì burn 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 gì rồi thì mình sẽ có thành ngữ là burn the candle as both ends mềm burn the candle at both ends à, làm việc ngày đêm. Nhớ nha. Cái này là làm việc ngày đêm. Burn the candle at both ends. Câu này là câu B. Đây là câu B. Burn the candle at both ends. Là nếu mà bạn làm việc ngày đêm á bạn có thể cảm thấy là khó để tập trung trong suốt kỳ thi. Đó, thì câu này là câu B nha. Câu B. Burn the candle at both ends. À, câu số 2. À, quên nữa với lại là, mấy bạn hay ca 6 mà trên trường hay là sở giáo dục mà có tổ chức thi thử tru phổ không á có gì mấy em chụp đề gửi thầy nha có gì thì livestream chữa cho nhưng hiện tại là thầy vẫn chưa có đề chuyên vinh nha chuyên vinh thi hôm bữa mà chưa có đề đó thầy mới có đề của liên trường nghệ an à rồi câu số 2 con số hai mình dùng con nào mấy em số 2 xem mình dùng con nào đây rồi thì mấy em nhớ mình sẽ có một cụm đó là play Durant nha Play tunes à, play uh, hooky á. cái này là kiểu uh, kiểu gì mấy em trốn học á, trốn học. Play với play hockey, kiểu trốn học. Play với play hockey. thì câu này là câu b nha câu b em. Play turned. Robert ân hận vì đã quyết định là trốn học cái ngày đó bởi vì anh ấy bỏ lỡ một cái bài thuyết trình quan trọng as he missed an important lecture thì câu này là câu b play truant nó giống với play hockey rồi tiếp luôn nha tiếp luôn mấy em cố lên nào cố lên cố lên câu số 3 câu số 3 mình dùng idiom nào đây câu số 3 câu số 3 dùng câu nào mấy em câu số 3 some private firms một bài công ty uh, công ty tư nhân hả strive to be strive to do something là cố gắng nhé em nhớ strive to do something là cố gắng trời ơi ai xem mà cứ hạ, cứ thả nút like khe tức giận thật rồi đây đúng nhất câu này là câu đêm ở đây nha in the black có lãi á kiểu như là có lãi em có lãi có tiền á có lãi hay là có tiền thì câu này đúng nhất là câu d nha in the black một vài công ty tư nhân là cố gắng là có lãi à, bằng việc kiểm soát hiệu quả cái cả revenues, doanh thu và chi phí để đảm bảo là họ có lợi nhuận profitable à, thì câu này là câu d in the black Nên là có lãi có tiền rồi câu số bốn 4. số 4 thì chọn con nào em câu số bốn bốn chọn nào đây có lên có lên có lên Chạy vô có lên uh... Trang Đặng Tú Trời ơi, các bạn đặt cái tên gì mà gắt quá vậy Câu số 4 Go down there Rồi mấy em nhớ mình có thành ngữ là Go down the trend nha Kiểu trở nên tồi tệ hơn á Kiểu become worse Trở nên tồi tệ hơn Go down the trend Go down the trend The company's financial st stability Financial stability cái sự ổn định tài chính của công ty bắt đầu uh, đi xuống em trở nên tồi tệ hơn á uh. without the trend khi mà thị trường crash thị trường sụp đổ á uh, một cách đột ngột when the market crash unexpectedly rồi câu số 5 luôn nha số 5 chọn nào đây câu số 5 có lên có lên gần tết rồi còn một trăm mấy chục ngày nữa thôi trăm bốn mấy ngày nữa mấy em rồi câu số 5 out of thì mấy em nhớ mình có cụm gì đây Out of out of gì em lần nào bình lần nha out of hand nó kiểu như out of control không phải kiểm soát được xung lên em ơi mạnh mẽ lên nào stronger stay strong con này là câu c out of hand nó giống với out of control thì câu này là câu c the spread of covid 19 sự lan truyền của covid 19 ở khu vực đông dân á densely populated areas khu vực đông dân có thể nhanh chóng không bị kiểm soát được get out of hand nếu mà không được xử lý kịp thời promptly kịp thời á cái chữ address này mấy em nhớ là giải quyết nha address là giải quyết giải quyết á này nó giống như deal with này. handle uh, tackle giải quyết address deal with handle tackle cope with rồi tiếp nha, câu số 6 Câu 6 mình dùng câu nào đây Pay through the Idiom này hình như có ra trong đề chính thức rồi mấy em Thế à, quen lắm Pay through the The nose mấy em Pay through the nose nha Trả quá nhiều tiền cho cái gì Đó, à, Trả Quá nhiều tiền cho cái gì To pay Too much money For something Pay through the nose Thì câu này là câu C trả quá nhiều tiền cho cái gì many young people nhiều người trẻ à quên nữa mà mấy em ở đây uh, mấy em ở đây nghỉ nghỉ hè hồi là... <laughs> lộc nghỉ tết hết chưa mấy em ở hà nội là chắc nghỉ tết hết rồi ha ngày tư chứ ngày cuối rồi nhiều người trẻ có xu hướng là trả quá nhiều tiền cho những cái mẫu điện thoại mới nhất cái mà go out of fashion lỗi thời á em nhớ cụm này nha là lỗi thời go out of fashion là lỗi thời. Rồi tiếp nha. Câu số 7, câu số 7 thì mình dùng con nào? 7 dùng con nào đây? Thị Trang Hello. Câu số 7, dùng câu câu số 7. Câu số 7 dùng con nào mấy em? Ờ uh, in the in the tiếp nha. Rồi ở đây đúng nhất in the này mình dùng in the in the In the red. Hiểu uh, nợ nần á. Nợ tiền nợ nần. nợ tiền hay là nợ nần thì câu này là câu D nha in là the local business doanh nghiệp địa phương phải cut back on cắt giảm những chi phí để tránh nợ nần trong suốt uh, những những cái uh, thời gian khó khăn về kinh tế economic woes woo, woo kiểu như là cái uh, khoảng thời gian khó khăn á uh. wo kiểu khoảng khoảng thời gian khó khăn nha ở đây mình dùng là in thì câu số 7 là câu D 7 là câu D nha in the red. Điều nợ nần á, tiền, là khả hay khó khăn. Rồi câu số 8, following their recent victory over Manchester City. Ở đây các bạn fan đá banh. Manchester City. Uh, theo theo sau cái chiến thắng gần đây của họ trước Manchester City. Yes, Sinan, hiện tại là Gen. Rồi mấy em nhớ mình sẽ có hành ngữ gì mấy em? Gen. Đi upper hand nha là có ưu thế ấy. cái này nó kiểu như gain, um, gain an gain advantage mấy em gain an advantage kiểu chiếm ưu thế nha nhớ cụm này chiếm ưu thế gain the upper hand nó giống với gain an advantage là chiếm ưu thế nha thì con này sẽ là câu A em nhớ gain an advantage nó giống giống nhau thì con này là câu A tám là câu A là này hiện tại có chiếm ưu thế trong cái cuộc chạy đua danh hiệu uh, Premier League ngoại Anh nè. Title là cái danh hiệu em, title là danh hiệu nhé. Anh nên câu này là câu uh... qua wow, em. Rồi tiếp nha, câu số 9. Câu số 9 thì em, em dùng cụm là cụm gì em? No know... no something like the back of your hand. Biết cái gì đó rõ như là bàn tay á, no something like the back of your hand thì câu này là câu D, có là do hay là his hay là her nha. Thì câu này là câu D, D em, đây là câu D, là bạn nên hỏi Samasan đường đi, cô ấy biết thị trấn này rõ như là bàn tay, à, câu D, no something like the back of your hand, ok tiếp luôn nha. Câu số 10, 10 mình dùng nào mấy em? Live from hand to... Dùng nào đây? có lên nhà có lên mấy em, ui À mà hãy tính ngày mai hãy like đề Liên Trường nghệ An á Mấy em muốn ngày mai hãy like hay là thứ thứ 6 like mấy em? Em cho hãy ý kiến nha à. Give me uh, your opinions Ngày mai hay là thứ 6 like đề Liên Trường Nghe An à? rồi câu này đúng nhất là live from live from hand to mouth nha câu này là câu d là câu d live from hand to mouth. Kể như là sống thắt lưng buộc bụng á sống uh, thắt lưng uh, buộc bụng sống rồi tiết kiệm á in many developing countries ở nhiều quốc gia đã phát triển a significant portion một cái phần lớn significant kiểu lớn đó một cái phần lớn dân số thì bị ép buộc là sống thắt lưng bụng bởi vì những cái khó khăn kinh tế economic hardships à, khó khăn kinh tế nha câu đề sống thắt lưng bụng mà thì sống rất là tiết kiệm thì câu này cũng D rồi 11 luôn em 11 11 mình dùng câu nào đây câu số 11 mai luôn hả mai chắc là lại 5 giờ quá chắc mai lại 5 giờ em 11 đi Enigma Machine cái máy Enigma được sử dụng bởi uh, Đức đứa quốc xã trong suốt thế chiến thứ hai có thể đã rơi vào rồi em nhớ mình có thành ngữ là fall into the wrong hands nha à, rơi vào tay kẻ xấu fall into the wrong hands thì con này là câu a có thể đã rơi vào tay kẻ xấu nếu mà những người giả mã anh không có bắt không có bắt giữ nó hả thì con này là câu a hai buổi luôn I fall into the wrong hands Rail attack kẻ xấu à. Thôi câu 12 luôn nha 12 mình dùng hành ngữ là Burn the midnight con idiom này phổ biến không em 5, 5 giờ chiều đợi, 5 giờ sáng hả <laughs> 5 giờ Tại nghĩ là lúc đi học Mấy em còn thức 5 giờ sáng chứ tết Tết mà bạn nào chỉ thức tới 5, 5 giờ sáng là đợi, Chắc hiếm quá Tết là bà đảm em là 11 giờ mới dậy không Burn burn the midnight oil làm việc uh, tới khuya đúng không em. Làm việc tới khuya luôn nha. Thì câu này là dùng idiom là burn midnight oil nhá, làm việc tới khuya. Thì câu này là câu A. Uh, burn the midnight oil. Với những kỳ thi đang đến, nhiều học sinh thì đang làm việc uh, tới khuya ở trong thư viện. Đó thì câu này là câu A. Hôm nay là idiom nhiều người xem quá ta. Tại vì à, tối thầy đi chơi, <laughs> tại tối mai thầy có đi chơi đấy chứ Tết thầy cũng phải đi chơi chứ hầu lẽ thầy làm việc, Với máy được em. <laughs> tại tối mai đi chơi nên thầy tính ngày mai chiều thầy lái à, <laughs> chơi với à, gia đình nữa, à, bên the oil nha. À, câu số 13 13 mình dùng câu nào đây? 13 ba, an arm and a leg nha costs an arm and a leg, đắt tiền với em. Là đắt tiền. Costs an arm and a leg. Thì câu này là câu D. Là ăn ở những cái nhà hàng sang trọng á, luxurious eateries. Eateries ở đây là kiểu restaurant em? cái nhà hàng. <laughs> ăn ở những nhà hàng sang trọng có thể đắt tiền khi mà so sánh với chi phí chuẩn bị ở nhà. Câu D. Costs an arm and a leg. Đắt. đắt tiền nha. Rồi câu số 14 after the prescription charges. hả? Sau những cái khoản phí uh, uh, prescription. Cái này là đơn thuốc nè, đơn thuốc. Thì Mary dự định là uh, sao không em? Rồi mấy em nhớ là mình có cụm on an economy drive. À, kiểu sống tiết kiệm nha. Sống uh, tiết kiệm. Đó thì câu này là câu xem on an economy drive sống tiết kiệm C. Mary dự định là sống tiết kiệm và cắt giảm những cái khoản chi tiêu không cần thiết unnecessary expenditure Nó expenditure cái khoản chi tiêu thì C on an economy drive rồi tiếp nha câu số 15 15 mình dùng con nào đây câu số 15 lần nào mấy em tao có, tao hết rồi bình lần bình lận lần nào cố lên cố lên cho ja, vô golden 15 golden uh, golden golden handshake trợ cấp thất nghiệp nha cái này là trợ cấp thất nghiệp golden handshake là trợ cấp thất nghiệp kiểu như khoản tiền mình nhận được khi mà mình thất nghiệp à hay là nghỉ hưu em cái này kiểu uh... ở trên kim thầy ghi nghĩa là gì trợ cấp thất nghiệp hả à? cái này có là trợ cấp thất nghiệp hay trợ cấp nghỉ hưu gì đó kiểu khoản tiền mà nhận được khi mà không có đi làm nữa mấy em, the manager người quản lý uh, nghỉ hưu sớm và nhận được cái trợ cấp 600 000 đô khi công ty tái cấu trúc, uh, restructure thì câu này là câu D rồi tiếp nha câu số 16, 16 chọn câu nào câu 16 16 thì mình dùng at first hand nhé em at first hand at first hand nha là trực tiếp em trực tiếp nha at first hand là trực tiếp at first hand là một giáo viên tôi đã chứng kiến trực tiếp làm thế nào giáo dục có thể thay đổi cuộc đời của những đứa trẻ đó, này cô D at first hand câu này là cô D nha 17 À câu 17 hay lấy y chang trong đề chính thức của mấy anh chị 2K5 nè Mấy em nhớ không? Câu này năm ngoái hay ôn trúng tủ cho Hai mấy anh chị 2K5 á, mấy bạn nào nhớ không? À, hay có đăng trên uh, fanpage facebook rồi đó Đâu rồi ta? Để cho coi à Hay có đăng... Uh, đây đây nè Ờ, uh, hồi tháng uh, tháng 3 mới mở khoa liên đề nha trong quá hay có ôn trúng á trong đề chính thức của bộ dục nên là bạn nào mà sau này mà muốn luyện đề thêm có thể đăng ký nhé nó hay ôn trúng đó, em đó, idiom này đó là câu đó trong đề chính thức luôn á nên là mình coi coi câu này mình chọn câu nào rồi câu số 17 mình dùng idiom là by a big in a book thì câu này là cô đêm kiểu mua một cái thứ gì đó mà không có suy uh, xét kỹ thì câu này là câu d nha câu d em bà big in a book câu d trước khi bạn uh, quyết định là purchase that car mua chiếc xe đó thì nó là crucial quan trọng là bạn nên look into xem xét xe nó cẩn thận nó thì không có nó thì rất là dại dột á khi mua thứ gì đó mà không suy xét kỹ câu d bà big in a book rồi câu số 18 18 thì đây mình dùng hành ngữ đó là hay in close câu này là câu đêm và không and là câu a chứ and nha câu này là câu a mấy em kiểu như là cộng tác với ai á? hợp tác với ai là work hand, hand close kiểu như là hợp tác với ai cộng tác với ai câu này là câu a the detective là hám tử á, và đồng nghiệp hợp tác với nhau để giải quyết cái uh, complex case, một cái vụ án, một cái vụ rất là phức tạp. Rồi uh, compliment, em nhớ động từ compliment này là bổ sung nha, bổ sung. Con à, này đọc là com compliment, uh, compliment chứ. Compliment em, compliment, bổ sung. Bổ sung những cái kỹ năng cho nhau. Con này cô A. Này cô A nha. Work hand glove. Rồi câu số 19, 19 mình dùng con nào mấy em? 19. em đừng có lộn mà hai chữ không liên mình này nha. Cái này là khen ngợi nè. Còn cái này là bổ sung. Nhớ nha. Cái này là động từ là khen ngợi. Còn cái này là bổ sung compliment đọc y chang nhau luôn. Rồi câu số 19, 19 mình dùng cái nào? Có chữ hand. Hand thì đúng nhất là mình dùng câu đếm. By hand là bằng tay nha. By hand. À, làm bằng tay á, thủ công Hữu à, thủ công, thủ công đó làm bằng tay á, không có làm bằng máy móc. We do it by hand, by machine. Thì câu này là câu D. Nhớ nha. Câu D. Là hay việc sử dụng một cái máy, ở đây quyết định là sơn cái tranh sơn tường á, mural, cái tranh sơn tường bằng tay cho phép cái cảm nhận cá nhân và cái sự thể hiện nghệ thuật độc đáo này của đêm rồi câu 20 luôn nha mấy em. 20. 20 thì mình dùng cái uh, anh ngữ nào đây? 20. Là với thầy uh... ghi nghĩa cho mấy bạn dễ nhớ. Câu 20 với chi phí thuê và hức ăn gia tăng. Allen làm việc làm ba công việc để gì đây? Rồi hành ngữ này mình dùng keep the wolf keep the wolf from the door mấy em câu B. Câu này là câu B nha. Keep the wolf from the door. À, lớp 12 thì mấy bạn có TikTok này hỏi à. Thầy có mở em mở tháng 3, thầy tháng bài có mở cái cái khóa luyện đề Này câu B nha. Này kiểu đủ nuôi sống bản thân mấy em. Keep the wolf from the door. Này là câu B kiểu đủ nuôi sống bản thân Rồi à, 21 luôn 21 chọn nào em câu số 21 21 chọn cơ nào đây anh em ơi 21 là hôm nay là sinh nhật của ấy vì vậy tôi hi vọng là không ai đề cập cái cái gì em thành ngữ nào đây câu số 21 21 chọn cái gì đây à, mình dùng hành ngữ là the elephant in the room em the elephant in the room thì câu này là câu c kiểu như một cái gì đó rất là rõ ràng á nhưng mà không được đề cập kiểu như một cái điều gì đó rất là rõ ràng mà không được đề cập em thì câu này là câu c nha c là hôm nay là sinh nhật của anh ấy vậy tôi hy vọng là không ai đề cập cái gì đó hơi đó rõ ràng nhưng không được đề cập bạn biết là sự thật là anh ấy mất việc và ngày trước đó kiểu như cái rõ ràng là vấn việc kiểu như làm buồn quá nên là đừng có nên đề cập cái đó nhà cô c rồi câu 22 22 mình dùng câu nào em 22 idiom này cũng ra trong đề đại học rồi nè put the cat among là con mèo giữa những con ồ câu em mình dùng put the cat among the pigeons nha kiểu như là nghe rối nghe rối thì câu này là câu a à, put the cat among the pigeons kiểu như mấy con mèo nó sẽ uh, thịt mấy con bồ câu à put, a cat, put the cat among the pigeons Danny là ghét rối bằng việc đề xuất là công ty có thể phải sa thải em thực hiện một uh, vài sự sa thải maximum redundancies Make redundancies là sa thải nha Make redundancies là sa thải đây là câu A Rồi tiếp em Câu 23 23 mình dùng câu nào đây 23 Rồi đúng nhất ở đây mình dùng idiom là work like Làm việc như con Làm việc như con Con gì Làm việc như con chó Làm việc như con chó Là work hard em Work very hard Work hard Làm việc rất là chăm chỉ luôn Đó, Thì câu này là câu A juggling multiple jobs juggle cũng như là làm nhiều việc một lúc á làm rất là nhiều công việc anh ấy phải rất là cố gắng để make ends meet này hành ngữ luôn nha mấy em cái này make ends meet kiểu nó giống với make a living á make a living là kiếm sống á make a living or a living make ends meet hay make a living là kiếm sống à, để make ends meet kiếm sống và hỗ trợ gia đình không hành ngữ thì mình không có hành ngữ work like an được <laughs> Tại idiom trong tiếng Anh là gì á Câu 24 24 24, 24 nhiều câu nào mấy em 24 The manager Người quản lý quyết định là không thuê bill Như là store creator Người chào Ở cửa hàng à? Bởi vì anh ấy come across Cộng từ come across thì nó có nhiều nghĩa có thể là tình cờ gặp hoặc à, là cho thấy mấy em cảnh này gần như là bởi vì anh ấy cho thấy như là một gì cold rồi cái gì lạnh đây vịt lạnh hay chó lạnh hay là chim lạnh hay là cá lạnh rồi đây mình dùng hành ngữ là a cold fish mấy em. con cá lạnh nha cá lạnh lùng à, bởi vì anh ấy là người rất là lạnh lùng kiểu không cảm xúc Thì câu này là câu d đó lạnh lùng mấy bạn nở ra chắc nhiều bạn thích trai à, lạnh lùng đúng không ha nhìn cool uh, nè lạnh lùng voi <laughs> mấy em có thấy thầy lạnh lùng không em Là nhìn thầy cũng lạnh lùng đúng không livestream với mấy em cười cười thôi chứ thầy với uh, người khác lạnh lùng lắm I'm a cool fish rồi coi 25 nha 25 25 chọn nào mấy em ở à, này idiom này mình dùng câu nào đây? Idiom này mình dùng câu nào đây mấy em ơi? À, đúng nhất là mình dùng a flight in the ointment mấy em. Con sâu làm rầu nồi canh nha. A flight in the ointment. Con sâu làm rầu nồi canh. Anh ngữ này kiểu như là kiểu như sao mấy em? Kiểu như một thứ gì đó làm cho cái tình huống tại đi á làm cho vật đó tệ đi. A fly, uh, a fly in the ointment, này cô D, con sâu làm ròi nồi canh là cái uh, con sâu làm ròi nồi canh duy nhất trong một cái đám cưới đáng lẽ ra là hoàn hảo á. Otherwise, cứ đáng lẽ ra, đáng lẽ ra là hoàn hảo, là sự thật là cô dâu vấp té khi mà đi xuống cái đường đi When quý Hinh Dao đi thì con này là cô D, a fly in the ointment. em thấy thầy giống tổng tài hài hước hả <laughs> <laughs> tổng tài <laughs> tổng tài giống như cái gì ta bữa này nước tiktok có ông nào á yên yên gì đúng không quên mất tiêu rồi à, câu số 26 26 mà dùng con nào ờ à, gì em tiktok có ông nào nổi tiếng quên rồi ta Adam và Dozen mấy em, con này là cô C nha Adam và, Do Kiểu rất là phổ biến á Nên là không có giá trị Adam và Dozen À thời Yến hả, à, thời Yến Đó, <laughs> mặt người ta rất là cực phẩm rồi à, là Ở Los, Angeles Những người bầu bàn cố gắng à, Trở thành những diễn viên nổi tiếng Thì rất là phổ biến Adam và Dozen Thì con này là câu C Rồi câu 27 nha 27 mình dùng con nào Câu số 27 người ta là thời yến mình chắc là thời vụ á thời vụ hai bảy bố mất việc như vậy chúng tôi phải rồi này idiom là tighten tighten somebody's belt mấy em siết chặt chi tiêu nè kiểu tighten là nghĩa đen là hắt chặt mấy em siết gì đó chặt lại á nghĩa đây là siết chặt cái thắt lưng á là siết chặt chi tiêu thì câu này là câu a nha tighten our belt vì vậy chúng ta phải siết chặt chi tiêu để tránh uh, mắc nợ em. Getting into debt, debt là nợ đó. Thì câu này là câu A nha. somebody's belt. Rồi câu 28 luôn. Bình luận nào mấy em, bình luận xung lên xung lên. Mấy bạn uh, xem livestream với hãy, hãy tim nha, hãy, hãy tim cho livestream này lên xu hướng nào. Thường thầy like vào thứ hai, uh, 4 em, hai, 8 giờ. 28 in a bit to à um, mấy em nhớ cầm này nè in a bit to do something in a bit to do in a bit to in a bit to do something nó bằng với uh, in an effort to á uh, in a attempt to luôn cái như mình có thể dùng mà uh, gì sao ta in an effort hoặc là attempt to do something là trong nỗ lực làm gì nhé nhớ nha in a bit to do something nó giống với in an effort to do something nó bằng như in a attempt to do something luôn trong nỗ lực làm gì là trong nỗ lực uh, hoàn thành cái đất là dự án The construction company công ty xây dựng quyết định là cut rồi đúng nhất mình dùng cut corners mấy em câu này là câu D nha cut corners là uh, đúc nhìn đúc cháy giai đoạn đúng không đốt cháy giai đoạn Kick corners Thì con này là câu d, Cut corners Kiểu như là đốt cháy giai đoạn á thì con này là cô D là cô D nha đốt cháy, đốt cháy giai đoạn là đạt mục tiêu nhanh hơn á mình mình bỏ bớt một số cái giai đoạn này câu D kick corners là trong nỗ lực hoàn thành đấy là dự án công ty xây dựng quyết định đốt cháy giai đoạn vì vậy chất lượng của cái uh, cấu trúc cuối cùng có thể bị ảnh hưởng might be compromised kiểu ảnh hưởng á cái livestream này thầy có đăng lên facebook với youtube em các bạn mà bên tiktok á có gì lên YouTube, youtube à, lên facebook hãy xem á cái facebook này nha em mấy bạn mà bên tiktok mà muốn lấy file lên đây lấy nha cái này của đem kết corners rồi 29 luôn mọi người thì đang rehearse đang uh, diễn tập bí mật cho cái màn uh, trình diễn bất ngờ. Diễn tập một cái màn trình diễn bất ngờ cho cái cuộc cầu hôn của Alex man. Proposal, ở đây là cái uh, cái sự cầu hôn cái cuộc cầu hôn của Alex. But annoyingly, nhưng khó chịu là chim em Rồi, để con gì ra khỏi cái cái cặp đây. Để con gì ra khỏi cái túi. đêm này đúng nhất là let the cat out of the bag. Thì câu này là Oh no Hay là câu B Let the cat out of the bag Đó Là tiết lộ bí mật của em To reveal a secret Có chỉ là chim tiết lộ bí mật vào cuối Thì câu này là câu B Let the cat out of the bag Câu B Đây tiếp luôn nha Câu số 30 30 mình dùng câu nào Mèo mèo mèo, mèo. Cái câu này quen đó ta giống Trần Đức Bo vậy, có ai nào biết Trần Đức Bo <laughs> gì gì đúng không? Mày mới mèo mày mới mèo. Chưa biết cơ đi chắc để trái hành để trái hành một gì mấy em thám tử phải phải học cách gì đây? Read between rồi idiom này là read between the lines mấy em hiểu được ý nghĩa sâu xa đúng không? Read between the lines thì câu này là câu ha read between the lines này câu a để trở thành một hám tử bạn phải học cách uh, hay được ý nghĩa sâu xa để distinguish phân biệt những sự thật khỏi uh, những cái lời nói dối nói xạo và nhận ra subtle clues những cái manh mối khó thấy đằng sau lời nói của ai đó subtle kiểu khó thấy em à, thì câu này là câu a read between the lines rồi à, tiếp nha câu 31 luôn em 31 mình dùng con nào đây Câu số 31 Mẫn Nhi hả? Mẫn Nhi là Mẫn Nhi là mỹ nhân đúng không? Nói bạn đẹp đẹp cứ bình luận Mẫn Nhi Mẫn Nhi là mỹ nhân hả? Rồi water Nước thì đây đúng nhất mình đó là Nước đổ đầu vịt mấy em Nước đổ đầu vịt Water of a duck's back Nước đổ đầu vịt Idiom này kiểu như là Mấy cái lời chỉ trích á Hoặc là lời cảnh báo không có ảnh hưởng tới ai đó nha chứ không có ảnh hưởng tới cái quyết định của người ta thì câu này là câu c mình gọi là nước đổ đầu bịch water of a duck's back thì câu này là câu c tôi nói nãy là anh ấy sẽ gặp rắc rối nhưng anh ấy không lắng nghe đó Nó như là nước đổ đầu bịch thôi water of a duck's back thì rồi câu 32, idiom này phổ biến nè À đổi tên rồi hả? Oh god Thầy không biết gì hết Rồi, idiom này đúng nhất là gì mấy em? A piece of cake Này kiểu như easy mấy em Dễ dàng Easy Easy game Game này là dễ Đó, thì câu này là câu C A piece of cake Là dễ dàng nha Bring up an egg Chiên trứng là không tốn bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào Isn't take any special skill Đó thì rất là dễ dàng It's a piece of cake. À, câu C. Rồi, có 33. 33 chọn nào mấy em? Chọn không? Ừ, dễ như ăn bánh À, mấy cái uh, con ở đây là đều bắt đều có chữ fly mấy em như câu a là con con gì mấy em biết không con này là con gì fly là con rồi nè Butterfly là con bướm bướm firefly fire là lửa đúng không à, con gì có phát lửa nè firefly là con đơm đớm em đơm đớm đơm đớm á à, như phát sáng dragonfly là con chuồng chuồng thì idi idiom này là mình sẽ dùng cái nào con gì đây have butterflies Ây, have butterflies in somebody's stomach nha cái đó lo lắng buồn chồn em có bướm bướm trong bao tử thì con này là cô b have butterflies in somebody's stomach Tôi dự định là có cuộc gặp mặt đầu tiên với khách hàng lớn ngày mai Vì vậy tôi rất là lo lắng, bồn trồn Này câu B Rồi 34 34 mình dùng con nào? As busy as Bận rộn như con con gì đấy mấy em? Con nào là bận rộn nhất? As busy as a B nha Kiểu very busy mấy em Bận rộn như con ông ông very busy rất là bận rộn thì câu này là câu B as busy as a bee". B ok tốt tốt quá anh Phạm có lên nào Nguyễn Trang em à? với tiktok có lên nào nhớ trẻ bận rộn giúp đỡ mẹ trong vườn rồi câu 35 idiom này dễ mấy em with flying colors nha là with a very high rate Laura xây sở hoàn thành bài kiểm tra IELTS với sự rất là cao with a very high grade vì vậy bây giờ cô ấy rất là vui và háo hức là with flying colors thì câu này là câu D nha rồi tiếp nha câu 36 luôn 36 chọn câu nào có em thầy có đăng trên uh, Facebook với YouTube này nè Thầy gửi hình lớn ôn tiếng Anh đó bạn nào mà muốn xem lại thì uh, xem rồi câu 36 The books À, tiếp nha à, mấy, em, mấy bạn 2K6, 2K7 đang xem livestream này thấy ổn không mấy em? Có muốn sau này hay like mấy cái giống vậy đúng không? À, like đề thôi Có có muốn uh, sau này hay like thêm cái này không? Tại vì mấy con này thật ra cũng phải đầu tư soạn lắm á Không có không có nhanh đâu Không biết là mấy bạn có hết đâu à, Hit the books, học hành chăm chỉ mấy em Study hard Con này là câu C nha cái đề books trước bài kiểm tra lớn quan trọng á mark muốn học hành chăm chỉ ở trong một thư viện yên tĩnh để maximize tối đa hóa sự tập trung và khả năng ghi nhớ retention cái khả năng ghi nhớ retention là khả năng ghi nhớ nha 36 là câu C có hả <laughs> đây là câu C cái books hoàn chăm chỉ rồi câu 37 With only a few months left to the deadline Chỉ còn một vài tháng uh, uh, Còn lại trước uh, hàng chót Cả đội redouble their efforts Kiểu gấp đôi lại hả, cái nỗ lực Và Rồi, mình dùng idiom này là stay 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 gì mấy em? Stay at home uh, stay the course nha Kiên trì Persevere Kiên trì nha Cái này là câu D stay the course okay. Có thì cố gắng nào Stay the course kiên trì 28 Sarah lựa chọn skip the preparation Và bỏ qua cái bước chuẩn bị cho kỳ thi Only to learn the I à, learn the gì mấy em Learn 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 the... hard way nha Learn the hard way mấy em Đó thì con này là câu hay của xem learn the hard way kiểu rút ra bài học á thường là từ uh, sai lầm của mình từ khó khăn learn the hard way kiểu rút ra bài học là Sarah lựa chọn bỏ lỡ bỏ qua cái bước chuẩn bị cho kỳ thi chị để học là chị để rút ra bài học là class minute cramming cramming kiểu như là học nhỏ nhét trước kỳ thi mấy em Kiểu như là nhiều bạn là thường là hay học nhỏ nhét trước kỳ thi đúng không? cứ như một đêm là nắm 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 trọn làm chủ môn hóa trong một đêm. <laughs> làm chủ môn uh, vật lý trong một đêm. À, học bình thường ở trường không học đâu, đợi đêm cuối cùng mới học. Một đêm. Đó cramming vào uh, cuối không uh, dẫn tới thành công đâu C. Rồi câu 39, mươi thì đúng nhất là mình dùng gì mấy em? Rồi trong tầm kiểm soát là mình dùng in hand nha. Cái in control á, in hand in control The out of hand Nó sẽ out of control Thì câu này là câu D Là một uh, nhà điều phối sự kiện Event coordinator Nhà điều phối sự kiện I assure you Tôi đảm bảo bạn là mọi thứ đang trong tầm kiểm soát In hand Và những cái sự chuẩn bị Hệ đang proceeding proceed tiếp diễn rất là mượt mà cho các hội nghị sắp tới for the upcoming conference này câu D tài liệu thầy có đăng trên Facebook em có đăng lên Facebook á bạn mà muốn lấy file lên Facebook thầy lấy nha thầy Nguyễn Hành Luân á rồi câu 40 40 thì đúng nhất mình dùng idiom là go hand in hand song hành với nhau song hành cùng nhau kẻ lúc nào cũng có đi đôi với nhau hết đi đôi với nhau song hành cùng nhau go hand in hand economic growth and social justice tăng trưởng tăng trưởng kinh tế và công lý xã hội à? phải đi song hành với nhau cho một cái xã hội thực sự phát triển for a truly thriving society đó thì câu này là câu b phân gốc lên chín plus gì sâu đẹp hên, hên nha rồi mấy, mấy, bạn mà nhận được file rồi nhớ giữ kể với mấy em tất tại mấy cái này hay có tổng hợp như vậy luôn á nên là mấy bạn mà có file rồi thì nó giữ kỹ nha À, xem tới đây thì nhớ hạ tim livestream nhé, hạ tim nha. chắc ngày mai hay like để liên trường ngang luôn á. ngày mai thứ sáu à, ai coi được chắc ngày mai hay like luôn đó, em. À, cái à có ở cái livestream này thầy đâu có xóa đâu đó rồi em <laughs> muốn làm nữa hả là hai bốn chục câu nữa không lại tiếp cái phần một là lại, lại phần một các bạn bên tiktok mà muốn lấy file lên đây lấy nè trên đây nè em cái fanpage facebook á cái gì lấy thì qua lấy nha hu uh, hu muốn nghe hài vậy thôi mà à cái bạn rất cũ là cái gì đó thầy nghĩ cháu em nên đổi tên đi nghe đặt cái tên nghe nó tiêu cực quá so negative tính là là không không dám kêu uh, bạn đó luôn ban học hỏi phải đặt tên là gì Chris cũ là người tôi luôn trân trọng nó nghe nó tích cực xíu Girls, Ổn không? À, cái gì sau này hay like tiếp cái này nữa nha Sau này highlight like, uh, idiom nữa Hay là mấy em muốn like collocation Là sau này là like collocation mấy em Tại vì hay like À lộn, thầy Thầy sẵn là liệu thầy sẵn cái nào cũng được hết á Quan trọng là mấy em có thích hay không giữa cái này với mấy cái collocation đi động với bữa này like luôn ha mấy cái uh, catch, take, go đi với uh, mấy cái cụm á cái đó cũng hay lắm là chủ đề à <laughs> Collocation à? Đây chứ bữa nào mình like Bữa nào là Tết rảnh like nè Like 1 1 like Bây giờ like idiom Bây giờ like đề nhiều quá à. Lâu lâu đổi, đổi 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 hướng cái này à. cái okay, giờ bữa nay like cái collocation uh, nha cho mấy bạn 2 k 6 thấy được khả năng sọn tài liệu của uh, thầy nataler <laughs> để bữa nào uh, uh, livestream collocation cho mấy em thấy khả năng sọn tài liệu của thầy nataler nhé cái hai đời nha mấy em Nghĩ nha, bye bye nha Raise the verb hả? À quên đó, đúng rồi, nói raise the verb mới nhớ à, Để bữa nào lại like ra, bữa nào lại like Nói bye, -bye nha, chắc ma hay hứa xa hay like đó à, Tranh thủ like cái đề liên trường nghe em Đề cũng hot, Nên tranh thủ like Thứ 6, thứ 6 hay thứ năm hay like nữa nha bye, bye nha Ok ok, raise the verb bữa nào bữa nào một ngày đẹp trời on a sunny day I will livestream stream uh, bye, bye nha cố ráng học nha mấy em cố lên nha nha tim ngày mai với thầy like 5 giờ hoặc là thứ sáu thầy like để coi nếu thầy có like thầy đăng lên facebook á nếu mà có like thầy có đăng lên facebook à, bye bye nha <laughs>